Theo hệ thống tiêm chủng VNVC, loại vaccine duy nhất trên thế giới phòng ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư vòm họng do virus HPV sau thời gian dài khan hiếm, nay đã có tại hệ thống tiêm chủng VNVC, đón hàng ngàn người tiêm mỗi ngày, nhu cầu tăng cao so với mọi năm, đặc biệt nhiều ưu đãi về giá nhân dịp 14 tháng 2 và 8 tháng 3. Sau đại dịch, nguồn cung ứng vaccine trở nên khó khăn. Do đó, năm 2022, nhiều thời điểm Việt Nam rơi vào tình trạng khan hiếm vaccine HPV trầm trọng. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, đến nay các loại vaccine phòng HPV đang được cung ứng đầy đủ với số lượng lớn tại 101 trung tâm tiêm chủng VNVC ở hơn 40 tỉnh thành trên toàn quốc, với nhiều ưu đãi hấp dẫn nhân dịp lễ 14 tháng 2 và 8 tháng 3 sắp tới. Vaccine Gardasil và Gardasil 9 phòng ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, ung thư dương vật, sùi mào gà và các bệnh ung thư nguy hiểm do HPV được chỉ định tiêm cho cả nữ giới và nam giới, đạt hiệu quả đến 94%. Đặc biệt là mới đây tại Việt Nam, vaccine Gardasil 9 được mở rộng chỉ định sử dụng cho nam giới và không giới hạn yếu tố quan hệ tình dục với nữ giới. Không chỉ có chiến lược dự trù vaccine sớm trong nhiều năm, hệ thống tiêm chủng VNVC còn có được ưu tiên số lượng lớn vaccine phòng các bệnh ung thư gây ra do virus HPV. Bởi VNVC là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều hãng vaccine trên thế giới. Mặt khác, với quy mô là trung tâm tiêm chủng lớn hàng đầu Việt Nam và trên thế giới, VNVC có đầy đủ những điều kiện về hệ thống kho lạnh đạt chuẩn quốc tế GSP, hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh cold chain giúp bảo quản vaccine số lượng lớn, đảm bảo chất lượng cao, quy trình tiêm chủng an toàn, chăm sóc khách hàng tận tâm với chi phí hợp lý.